Kính chào quý vị và các bạn. Trưa chiều nay, gió Tây Nam hoạt động mạnh, liên tục hội tụ ẩm, tạo mây dông và gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Lượng mưa đo được ở một số nơi như tại Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng và Hậu Giang có nơi mưa to với lượng là từ 34 cho tới 68mm. Dự báo chiều đến tối mai thì không chỉ khu vực Nam Bộ mà mưa vừa, mưa to cũng xảy ra trên diện rộng ở cả khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất cục bộ ở các sườn đồi núi của Tây Nguyên. Trong mưa dông cũng có thể đi kèm với lốc, sét và gió rất mạnh. Mưa nhiều nên ngày mai hai khu vực này sẽ đều có thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hay thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cần Thơ sẽ không nơi nào vượt quá 32 độ C. Ở Trung Bộ thì nhiều nơi cũng sẽ có mưa rào kèm dông về chiều tối của ngày mai, còn từ sáng đến chiều vẫn sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống tới Phan Thiết dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C. Bắc Bộ trưa chiều mai cũng có nắng đan xen với mây, không khí khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ không vượt quá 32 độ C. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa dự báo ngày mai ít mưa, trời có nắng, gió khoảng là cấp 3 đến cấp 4. Trái lại, vùng biển từ Ninh Thuận trở xuống tới Cà Mau ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Trường Sa, cảnh báo sẽ có mưa dông đi kèm với lốc xoáy, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.